Xin kính chào anh chị. Và ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với thị trường. Và anh chị có thể thấy là ngày hôm nay một phiên giao dịch đẫm máu và đỏ lửa của thị trường chúng ta, nó y như cái nóng của Hà Nội vậy. Và ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã mở gáp và giảm tới khoảng tầm 60 điểm. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường cũng đã mở gáp rơi khoảng tầm 25 điểm thì chúng ta cùng mà bàn về cái nguyên nhân mà thị trường nó rơi như này anh chị ha và chúng ta sẽ cùng so sánh với quá khứ xem là những cái thời điểm thị trường mà nó rơi như này thì cái diễn biến tiếp theo của nó sẽ như nào, chúng ta sẽ thống kê lại và chúng ta sẽ cũng đưa ra cũng sẽ đưa ra một số kịch bản của thị trường cũng như những cái phương án hành động cho các anh chị mà chúng ta đang cầm tiền cũng cũng như là chúng ta đang cầm hàng trong thời điểm hiện tại anh chị ha và chúng ta có thể thấy quan sát độ phân bổ dòng tiền ngày hôm nay thì có tới 458 mã giảm và chỉ có duy nhất là 38 mã tăng, tập trung vào một số mã ở nhóm ngành điện và một số mã nó cũng là những cái mã mà nó không không mấy nổi bật để mà chúng ta đầu tư. Đó. Và ok, chúng ta cùng quay trở lại với index thì Uh, chúng ta hoàn toàn có thể dự báo trước được cái uh, nhịp rơi này khi mà cái phiên ngày thứ sáu thị trường thị trường của chúng ta cũng đã rơi cũng đã cũng đã có một cái phiên bị bán mạnh bị bán mạnh với cái thanh khoản khá là lớn và thị trường của chúng ta lên tới cái vùng cản là 1280 đến 1310 này thì thị trường của chúng ta đã đi ngang đâu đó khoảng tầm 7 đến 8 phiên. Và trong cái lúc mà đi ngang đấy thị trường cũng đã xuất hiện những cái phiên chúng ta có thể uh, nói đây là những cái phiên phân phối của thị trường đó và hôm qua là phiên phân phối à hôm thứ sáu là phiên phân phối thứ tư của thị trường với cái thanh khoản nó lớn dần và hôm nay cái thanh khoản nó lên tới là 18.523 tỷ và mở gáp rơi luôn thì cái nguyên nhân này thì cũng dễ đoán thôi bởi vì ngay khi những cái ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thì nó cũng đã uh, rơi một một cách thê thảm và những cái tin xấu nó bắt đầu ra cái lạm phát nó tăng rất là cao ở Mỹ và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái quyết định mà nâng lãi suất của Fed trong những cái kỳ họp trong những ngày sắp tới anh chị ha thì những cái điều đấy nó đã ảnh hưởng đến cái tâm lý của những cái nhà đầu tư trên thị trường những cái nhà đầu tư cầm hàng uh, sẵn và họ đang trực chờ bán ra thì đấy là một cái động lực để họ có thể bán ra anh chị có thể thấy cái chỉ số công uh, trung bình công nghiệp Dow Jones này thì nó cũng đã có hai pha rơi và cái phiên cái pha vừa rồi là cái pha rơi mở gáp đó và với thanh khoản cũng tăng dần nó cũng tương tự đồng pha với index của chúng ta hiện tại đó thì đây thì anh chị có thể thấy là ngày hôm nay chúng ta rơi mở gáp Thì trong quá khứ thị trường đã có lần nào rơi mở gáp như này chưa Và cái diễn biến tiếp theo của nó là như nào Thì chúng ta cùng sẽ thống kê lại quá khứ anh chị nhé Và anh chị có thể thấy đây cái khoảng thời gian là cái khoảng thời gian khoảng tháng 2 năm 2021 Thì thị trường của chúng ta cũng có một cái nhịp rơi mở gáp như này Và sau đó thị trường đã quay trở lại lớp gáp Mở một áp up để quay trở lại lớp cái gáp này luôn Và tạo thành một cái mẫu hình hòn đảo cô đơn Island Reversal đúng không ạ Nhưng mà cái thời điểm tháng 2 năm 2021 này Thì thị trường của chúng ta đang trong một cái nhịp uptrend Đang trong một cái nhịp uptrend Và với cái thanh khoản tăng dần Đó thì nó cũng không phù hợp lắm Với cái thời điểm hiện tại đúng không ạ Thì chúng ta cùng uh, nấn lá lại thêm một chút Đó là cái thời điểm khoảng 31 tháng 7 đúng không ạ? 31 tháng 7 năm 2020 thì thị trường của chúng ta cũng tạo được được một cái pha tương tự và cái pha rơi vì Covid này vào khoảng tháng 3 năm 2020 này thì thị trường cũng tạo ra một cái pha như vậy và sau đó thị trường lấp gáp và đi lên. Thì đây là cái kịch bản cái kịch bản khoảng tầm tháng 7 năm 2020 là cái kịch bản nó gần với chúng ta nhất, nó gần sát với chúng ta nhất là sau khi thị trường hồi phục và đi ngang thì thị trường đã rơi đã rơi đúng không ạ? Đã rơi với một cái thanh khoản rất lớn, sau đó thị trường đi ngang ở cái vùng dưới này, vùng 1791 điểm này và hồi phục lớp gáp Với cũng một cái họ cái mô hình hòn đảo island reversal này thì ok thì chúng ta cũng sẽ cùng quay lại với thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại thì cũng có một cái diễn biến tương tự là sau một cái nhịp rơi rất là dài và hồi phục 3 tuần rưỡi như này, thị trường đi ngang khoảng 7 8 phiên với phiên phân phối thứ tư nằm vào ngày thứ 6 nằm vào ngày thứ sáu tuần trước và cái phiên ngày hôm nay là cái phiên bị ảnh hưởng bởi tin xấu cũng như là cái áp lực bán quá lớn từ cái phiên thứ sáu nó cũng đã tạo một cái gáp như này cho thị trường và thị trường đã về cái vùng hỗ trợ là 1220 này thì nó cũng chỉ khoảng tầm đâu đó là hơn 20 điểm nữa thì nó cũng sẽ về vùng cái vùng một hỗ trợ 1200 này đúng không ạ và cái kịch bản tiếp theo của thị trường như nào thì em cũng sẽ sẽ xin đưa ra hai cái kịch bản của thị trường cho anh chị đó là thứ nhất thị trường của chúng ta nó cũng sẽ đi ngang ở cái vùng này ở cái biên là 1220 đến 1250 này. Sau đó thị trường của chúng ta mới có thể hồi phục tiếp lên được. Và cái kịch bản nó 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 nghe nó hợp lý hơn và nó nó sát hơn với diễn biến của thị trường. Đó là cái kịch bản mà thị trường của chúng ta ngày mai cũng sẽ đầu phiên cũng sẽ nhúng về cái vùng 1.200 này. Đó, nhúng về để test cái lượng cung ở vùng 1.200 này để khi đó xem là có cái lượng cầu nó vào nó bắt mạnh không hay là cái lượng cung nó vẫn tiếp tục tiếp diễn để đẩy thị trường thủng 1.200 xuống đến cái vùng này, vùng 1157 này đó và cái kịch bản thứ hai này là theo em sẽ dễ xảy ra hơn và nó cũng sẽ an toàn với thị trường hơn bởi vì bây giờ cái lực bán nó vẫn đang khá là lớn và ngày hôm nay có hơn 200 mã sản có hơn 200 mã sản khi kết phiên và cái lực bán nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái phiên sáng mai thì thị trường của chúng ta cũng sẽ cái kịch bản nhúng về 1.200 sáng mai và rút chân về cái vùng 1.224 này Uh, chiều mai thì là cái kịch bản khá là tốt và cái kịch bản mà em khá là ưu tiên. Và sau đó thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục sideways ở cái cái vùng này, cái vùng 1230 này. Thì từ đó để xử lý hết lượng cung thì thị trường mới có thể đi lên ngược trở lại được. Đó, đó là hai kịch bản mà em đưa ra. Và cái những cái chiến lược xử lý cho anh chị thì đối với những anh chị nào mà chúng ta cầm hàng ngày hôm thứ sáu, chúng ta mua hàng mới ngày hôm thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ không bán nữa anh chị ha. Và trong cái phim này em cũng đã dặn trong room của chúng ta là nếu mà anh chị nào mà mua hàng ngày hôm thứ sáu thì chúng ta sẽ không bán nữa Chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp hồi của thị trường để chúng ta xử lý cổ phiếu Chứ chúng ta không bán ra trong cái lúc hoảng loạn này anh chị nhé à, Bởi vì như thế nó sẽ không tối ưu được cái lợi nhuận Bởi vì chúng ta, à, à, lỡ mà chúng ta lỗ thì chúng ta hãy đợi cái nhịp hồi Bởi vì khi mà nó đạp như này, khi nó rơi có thanh khoản và rơi, nó rơi mở gáp và rơi có thanh khoản lớn như này Thì chắc chắn nó sẽ có một cái nhịp hồi và hồi cũng cũng khá là đáng kể so với những cái nhịp rơi của nó, ít nhất là nó cũng sẽ lấp lại cái gap này. Đó, và lấp lại khi nào thì em không biết nhưng mà 80% là nó cũng sẽ lấp lại cái gap này. Và chúng ta cũng sẽ chờ đợi những cái nhịp hồi đó để chúng ta thoát hàng. Và những anh chị nào mua mới bắt đáy ngày hôm nay cũng như là ngày mai thì ngày hôm nay thì em thấy là khả năng T3 về nó sẽ uh, cái cái, um, cái 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 lượng uh, cái lượng T3 về nó sẽ có lợi nhuận là khá là cao, còn những anh chị nào bắt ngày mai thì em không chắc đó bởi vì um, ngày hôm nay là cái pha đã đầu rơi mạnh nhất và mở gáp của thị trường thì cùng lắm thì nó cũng sẽ rơi một cái phiên nữa về 1.200 này thôi nếu mà cái hỗ trợ này nó đủ chắc thì nó cũng sẽ bật hồi trở lại và khi đó T3 hàng về chúng ta sẽ vừa đủ thời gian để chúng ta bán ra anh chị ha đó thì đấy là cái, dựa vào cái kịch bản đấy thì chúng ta cũng sẽ vẽ được cái 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 đường đi của thị trường chúng ta cũng sẽ dự đoán được cái đường đi của thị trường là ngày mai nó cũng sẽ nhúng về vùng 1200 sau đó nó bật hồi lên và nó đi ngang ở vùng này để xử lý những cái lượng cung còn tồn động cũng như những, những cái lượng cung mà những cái nhà đầu tư bắt đáy ngày hôm nay người ta mua anh chị ha đó thì đó là những cái kịch bản xử lý của thị trường. Còn ngày hôm nay thì những cái nhóm ngành nó quá là nhiều mã sàn rồi, nên là chúng ta cũng không không cần nói nhiều làm gì cả, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ lướt qua một số dòng, ví dụ như dòng bất động sản như này. Dòng bất động sản này thì em cũng đã dặn đi dặn lại anh chị trong những cái video trước đây là chúng ta không nên tham gia vào cái cái nhóm ngành này. Thứ nhất là nó đang bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, thứ hai là cái vĩ mô của nó nó chưa được tốt, đúng không ạ? bởi vì nhà nước nó đang nhà nước đang sợ là uh, cái 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 tính đầu cơ trong cái nhóm bất động sản này nó rất là lớn, thế nên là dòng tiền nó cũng sẽ tìm về cái nhóm ngành bất động sản này và nó không nó không trải đều ra những cái nhóm ngành sản xuất cũng như xuất khẩu mà những cái nhóm ngành đấy nó đang nó đang được phục hồi rất là tốt khi uh, nước ta mở cửa nền kinh tế sau cái đại dịch covid vừa rồi đúng không ạ vậy nên là nhà nước nhà nước đang thanh tra và kiểm tra rất là nhiều những cái dự án bất động sản nên là cái nhóm ngành bất động sản này thì nó sẽ không được nó sẽ không được tốt trong cái khoảng thời gian tiếp theo vậy nên là anh chị không nên tham gia anh chị nhé và thứ hai là nhóm ngành chứng khoán thì nhóm ngành chứng khoán anh chị đều biết rồi là nó rất nhạy với thị trường nó rất nhạy với thị trường khi mà thị trường tăng thì nó cũng sẽ có thể bật tăng bất cứ lúc nào và khi thị trường giảm thì nó cũng là cái nhóm ngành giảm đầu tiên và ngày hôm nay thì rất nhiều mã cổ phiếu chứng khoán sàn ví dụ như là vnd đúng không ạ cũng mở gạp đào và rơi và vẫn còn dư sàn và kể cả VIX cũng như là SSI, SSI với VND là hai cổ phiếu gần như là top đầu của nhóm ngành chứng khoán thì hôm nay cũng đã rơi với với cái mức dư sàn đây ạ. Đó, dư sàn là hơn một triệu cổ sàn thì ngày mai nó cũng sẽ tiếp tục có một cái nhịp rơi vào đầu phiên. Đó và về cái vùng hỗ trợ cứng của nó thì đây, đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu SSI. Đó, và anh chị không nên tham gia những cổ phiếu này ở cái thời điểm hiện tại anh chị nhé. À, khi mà uh, cái vùng hỗ trợ này nó về đến cái lần thứ hai về cái vùng hỗ trợ này, khi mà một vụ vụ một vùng hỗ trợ hay một vùng kháng cự mà nó nó cổ phiếu nó hay một thị trường thì nó nó về cái vùng hỗ trợ hay vùng kháng cự đấy hai đến ba lần thì cái vùng đấy nó sẽ không còn tin cậy nữa và cái và cái sức mạnh của cái vùng kháng cự hay hỗ trợ đấy nó sẽ không còn nhiều. Vậy nên là chúng ta chú ý là chúng ta không không tham gia ở cái cái thời điểm hiện tại với những cái mã cổ phiếu này nhé. đó Ok thì chúng ta cùng sang với cái danh mục tiếp theo của cái nhóm ngành khác. Ok, chúng ta cùng sang tiếp theo. À, nhóm ngành dệt may thủy sản thì sao? Dệt may thủy sản thì chúng ta có những cái cổ phiếu mạnh như là VHC đúng không ạ? VHC. VHC thì anh chị có thể thấy là khi mà nó đã vượt đỉnh rồi và nó đi ngang. Đấy, nó hồi phục nó đi hồi phục này, hồi phục từ lúc mà thị trường có cái đợt sập trước và nó đã hồi phục thẳng lên hình chữ V và nó đi ngang, đi ngang với cái thanh khoản lớn với cái thanh khoản lớn và thường xuyên xuất hiện đến bán thì đây là cái dấu hiệu của cái sự phân phối một phần đúng không ạ, phân phối một phần của cổ phiếu. Và những anh chị nào mà theo chúng ta tham gia ở trên cái vùng này thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp hồi, một cái nhịp hồi của nó để chúng ta có thể bán ra ở cái ở cái vùng giá ở cái tầm này anh chị nhá, bởi vì đây đây cũng là một cái hỗ trợ một cái hỗ trợ của cổ phiếu VSC này và nó cũng đã chạm với cái hỗ trợ này hai lần rồi thì nó chạm về cái lần thứ ba này thì cái xung lực của cái vùng hỗ trợ này nó sẽ không còn mạnh nữa và nó cùng lắm đâu đó nó chỉ có một số cái nhịp hồi kéo lên để 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 đội lái họ phân phối tiếp thôi thì chúng ta sẽ ra hàng cái thời điểm này anh chị ha có những những anh chị nào mà chúng ta đang cầm chúng ta đang cầm hàng ở cái đoạn dưới này thì chúng ta chắc là cũng đã chốt rồi đúng không ạ khi mà nó có cái dấu hiệu phân phối như này đó ngoài vhc ra thì chúng ta còn có anv anv của thủy sản thì nó cũng đã tăng uh, san, rất là san nền rồi rất là san nền rồi và đây cũng sẽ là cái vùng hỗ trợ của anv và ngày mai có thể là nó sẽ nhúng xuống cái vùng này và nó bật lên thì nếu anh chị nào mà đang mua ở cái thời điểm ở trên này thì chúng ta cũng sẽ đợi cái nhịp hồi lên trên này để chúng ta bán anh chị ha đó và cái ngành thủy sản này thì cái vĩ mô của nó cũng rất là tốt nhưng khi vĩ mô tốt nhưng không được thị trường ủng hộ thì nó cũng là một cái điều rủi ro rất là lớn. Đó khi mà nó đã hồi lên, nó đã hồi lên với rất nhiều với với uh, vô số cái cái phiên tăng như này, sau đó nó bị trứng lại đà tăng và đi ngang với cái thanh khoản bán lớn dần uh, kết hợp với những cái cây nến bán nó cũng đã xuất hiện thường xuyên hơn thì đây là một cái dấu hiệu của sự phân phối anh chị nhé. Nên là chúng ta nếu anh chị nào mà đang mua ở trên cái vùng này thì chúng ta hãy cầm hàng và chúng ta không bán, đợi nó về cái hỗ trợ này nó bật lên để chúng ta có thể ra hàng một cách an toàn nhất và giảm thiểu cái rủi ro cũng như giảm thiểu cái 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 phần lỗ của mình xuống cái mức thấp nhất. Đó. Và đây dòng dệt may, dòng dệt may thì em cũng kỳ vọng là nó là một cái dòng nó trong quý 3 này nó cũng sẽ tốt và uh, nó cũng sẽ có một cái um, mức lợi nhuận uh, nhất định so với những cái cổ phiếu khác khi mà chúng ta tham gia để chúng ta uh, trong cái quý 3. Đó và anh chị có thể thấy là cái cái sản sản lượng xuất khẩu của nhóm ngành dệt may này trong từ đầu năm giờ nó cũng rất là lớn và nó cũng được kỳ vọng rất nhiều vào quý 3 và những cái cổ phiếu mà anh chị có thể tham khảo trong cái nhóm ngành thủy sản này mà chúng ta bắt đáy là cổ phiếu Gil thứ nhất là cổ phiếu Gil đúng không ạ cổ phiếu Gil thì nó cũng đang ngày hôm nay thì nó cũng đã rơi và nó cũng đã sàn nhưng uh, Uh, nhưng mà nó cũng đã về gần đến cái vùng hỗ trợ này thì đây là cái vùng giá mà chúng ta có thể tham khảo đối với cái cổ phiếu gil này anh chị nhé thì dệt uh, may chúng ta chúng ta sẽ chú ý gil này chúng ta sẽ chú ý tng này đúng không ạ đó chúng ta sẽ chú ý tng này đó khi mà cổ phiếu mà nó đạp sàn với với cái thanh khoản lớn như này thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt cho chúng ta nói về cái mặt tốt thì đây khi mà nó đạp căng chân như này thì nó cũng chắc chắn nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi nó cũng sẽ có nhịp hồi thì anh chị nào mà đang kẹt hàng trên này thì chúng ta cũng sẽ đợi cái nhịp hồi khi mà cổ phiếu mà nó về cái nền này nó nó sẽ bật lên thì chúng ta cũng sẽ canh tham gia à, canh bán anh chị nhá canh bán khi mà chúng ta mua trên này đó chúng nó sẽ giảm được cái cái biên lỗ của chúng ta xuống đối với cổ phiếu này với những anh chị mua ở trên này chúng ta không nên bán trong phiên hôm nay anh chị nhé và anh chị nào mà bắt trong phiên hôm nay thì khả năng cao thì T3 về hàng về thì sẽ có ăn Và những anh chị nào mà bắt sáng mai thì khả năng là phiên T3 về chưa chắc đã có ăn Anh chị ha Vậy nên là chúng ta cần thực sự tỉnh táo trong cái thị trường này khi mà nó rơi một phiên sàn như này thì chúng ta chưa bắt vội anh chị nhé chúng ta sẽ căn phiên sàn thứ hai hoặc là thứ ba để xem thanh khoản nó có lớn dần không thì chúng ta sẽ mới tham gia vào bắt anh chị cũng có thể hình dung là khi một quả bóng nó rơi thôi đúng không ạ mà nó rơi với một động lượng rất là lớn thì cái cái sự nảy lên của nó cũng 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 lớn chứ không phải là 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 ít anh chị có thấy là nhịp rơi trước đấy của nó này nó rơi rất là mạnh này, nó rơi rất là mạnh này thì nó cũng sẽ nảy lên y như vậy và như này và cổ phiếu thì nó cũng như vậy thôi cái vận động của nó cũng như vậy thôi đó thì những cái ngành đặc biệt mạnh trong cái thời điểm hiện tại khi mà thị trường rơi thì nó có có ngành điện đúng không ạ? Thì hôm trước em cũng đã khuyến nghị cho anh chị là cái cổ phiếu HDG chúng ta mua ở vùng giá 49 và ngày hôm nay thì nó cũng đã khá khỏe so với thị trường. Đó, HDG thì ngoài cái mảng bất động sản ra thì anh chị nào chưa biết thì HDG cũng mới tham gia cái ngành năng lượng và nó cũng đã mở thêm một số cái dự án điện năng lượng thủy điện và điện năng lượng sạch của nó thì đây cũng là một cái cổ phiếu được kỳ vọng trong cái quý 3 này cùng với những cổ phiếu như là PC1 PC một à, và NT 2 thì đây là những cổ phiếu nó khá khỏe so với cái áp lực bán của thị trường ngày hôm nay và còn GEG cũng vậy đúng không ạ? Đây là những cái cổ phiếu ngành điện mà chúng ta cần chú ý trong cái thời điểm uh, sắp tới để anh chị có thể tham gia giải ngân khi mà thị trường xấu như này. Còn những cái nhóm ngành khác thì uh, hiện tại chúng ta không cần chúng ta không cần chú ý tới và cái uh, cách xử lý những cái cổ phiếu những cái cổ phiếu lỗ thì em cũng đã uh, trình bày cho anh chị cái uh, ở trong những cái Uh, uh, đây ở trong những cái cổ phiếu như này thì cái dạng mà, mà cổ phiếu mà đang rơi về nền như này thì chúng ta cách xử lý của chúng ta là chờ hộ nó bật hồi nhá nó chờ nó bật hồi để chúng ta xử lý ra anh chị nhá nếu mà đối với những chị kẹp hàng ấy, thì chúng ta sẽ chờ hồi còn những anh chị mà tham gia giải ngân mua mới thì em cũng sẽ nhắn tin ở trong room là những cổ phiếu mà ngành nào mà chúng ta có thể tham gia và chúng ta bắt được ở trong cái thời điểm hiện tại anh chị ha còn uh, những anh chị nào mà đang mà mà đang rất là dối mà đang rất là mất bình tĩnh cũng như là đang bị kẹp lỗ thì em cũng xin rất chia sẻ với anh các anh chị và anh chị hoàn toàn có thể nhắn tin cho em ở bằng vào cái số số Zalo ở bên dưới màn hình để em có thể hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta xử lý những cái mã cổ phiếu như xử lý danh mục của chúng ta ở cái thời điểm hiện tại hoàn toàn miễn phí anh chị nhá, hoàn toàn miễn phí anh chị có thể nhắn tin cho em với cái số điện thoại ở dưới màn hình đó, ok thì tổng quan thị trường ngày hôm nay thì cũng như vậy và em cũng đã đề ra hai cái hướng đi của thị trường tiếp theo mà nó có thể xảy ra. Một là nó có thể sideway ở cái vùng này, sau đó nó đạp xuống tiếp. Và thứ hai là nó nhúng về cái vùng 1200 này, sau đó nó bật hồi trở lại. Thì đây là hai kịch bản mà chúng ta rất dễ xảy ra. Uh, đối với thị trường thời điểm hiện tại và anh chị nào mà đang dùng margin thì chúng ta hãy hạ cái tỷ trọng margin xuống cái mức thấp nhất anh chị ha bởi vì ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều những cái mail của công ty và uh, báo tỷ lệ ký quỹ mà nó quá hạn à nó quá hạn mức uh, với những khách hàng mà đang uh, vay margin rất nhiều trong cái thời điểm hiện tại đó thì ngày mai thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái lực bán nó bị tác động bởi cô margin anh chị anh chị nhá vậy nên là chúng ta hoàn toàn phải lưu ý trong cái thời điểm hiện tại đó và uh, bình minh thì thường bắt đầu từ bóng tối đúng không chị chúng ta nếu mà chúng ta đối với những chị mà tham gia ở cái thời điểm ba thời điểm tháng gần đây mà khi thị trường xấu như này thì chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo trong những cái thời gian Uh, trong những cái lần giao dịch tiếp theo trong tương lai thì anh chị hoàn toàn cũng sẽ là những người mà có cái kinh nghiệm giao dịch hơn so với những anh chị nào mà vào uh, đúng cái thời là mùa hoa đẹp nhất của thị trường đúng không ạ năm ngoái uh, anh những anh chị đấy thì chưa trải qua những cái cú sập như này của thị trường thì anh chị đấy chắc chắn là cái tâm lý nó cũng sẽ không vững được bằng những anh chị mà chúng ta tham gia vài tháng gần đây khi mà thị trường rất là lao, lao đao sau một cái nhịp sập và nó cứ dập dình lên xuống như này đúng không ạ đó thì anh chị nào mà muốn xử lý các danh mục mã cổ phiếu hay là chưa có cách xử lý những cổ phiếu kẹp lỗ Hay anh chị muốn tư vấn về điểm mua điểm bán cũng như bất kỳ vấn đề gì của thị trường thì anh chị có thể liên hệ với em với cái số zalo dưới màn hình em sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí anh chị nhé không mất một đồng phí nào cả đó Ok, thì video của em cũng xin kết thúc tại đây và em cũng kính chúc anh chị là ngày mai có một phiên giao dịch thuận lợi và chúng ta bán đúng điểm và cũng mua đúng điểm anh chị nhé để có một cái lợi nhuận tốt nhất. Và nếu mà chúng ta bắt chúng ta bắt hàng mà T3 về nó mà có lỗ thì chúng ta cũng hãy dứt khoát để cắt luôn chứ chúng ta không om dài anh chị nhé. Đó không có không, không om dài bởi vì trong cái thời điểm hiện tại mà om dài thì chỉ có lỗ thôi, chỉ có lỗ thôi, không có lãi đâu nhá. Ok, em kính chào anh chị ạ.